Hoa xin chào cả nhà. Hôm nay Hoa muốn chia sẻ cho cả nhà cách tỉa hoa từ củ tỏi nha. Nè, Hoa đã làm xong cái này rồi. Xin mời các bạn, ai có đam mê nghệ thuật, thích làm đẹp từ hoa rau củ quả, vào xem và làm chung với mình nha. Chúng ta bắt đầu nha các bạn. Trước hết, tỉa hoa củ tỏi chúng ta sẽ dùng dao như thế này. Cái dao mũi nhọn chúng ta đi cánh hoa cho nó dễ. Còn cái dao này, cho các bạn nào mà chưa biết tỉa, chúng ta dùng cái dao này đặng nó không có cái đầu nhọn. Mình chưa có dùng dao thường xuyên để đi những cái cánh hoa nhỏ như vậy thì cho đỡ nguy hiểm các bạn. Rồi chúng ta phải dùng một cái kéo nữa đó để cắt hành lá để làm nhánh hoa, thân cây. Nè các bạn, hành lá của chúng ta như thế này nè các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha các bạn. Coi nè đó, cắt cái cánh hoa ra như thế này, làm 3 làm 4 tùy nha. Mình chia sẻ cho các bạn đây, Hoa lấy từ mua củ tỏi như vậy. Những cái chỗ trống này Hoa đã lấy ra rồi, để Hoa muốn cho lột củ tỏi dễ. Chúng ta ngâm nước nha các bạn, chắc cỡ 5 phút thôi, lấy ra và lột nó nhanh hơn, nó mềm, nó lột nhanh hơn các bạn nè. Đó, xong rồi, thấy không các bạn? Mềm, rột rất nhanh. Và lột tiếp nha. Vì đam mê kỹ thuật nè, tự thiên nhiên, nghệ thuật, đam mê nghệ thuật các bạn. Xin lỗi. Từ thiên nhiên, từ rau củ quả, cho nên mình cũng học lâu rồi các bạn, lâu rồi. Ít khi làm. Bây giờ đang trong mùa dịch, ở nhà với đứa nhỏ cho nên không biết làm gì, nghĩ lại thôi để mình biết làm cái này để mình chia sẻ lại cho các bạn nha. Ai có thời gian rảnh, các mẹ nội trợ có thời gian rảnh ở nhà làm để mình trang trí cho món ăn, cho bữa tiệc gia đình. Chúng ta bắt đầu nha các bạn. Nè, chúng ta đi dao nè. Đó, người ta đi từ từ xuống, và mình cái ngón tay trỏ mình áp sát vào cái dao nha các bạn. Rồi cái ngón, cái tay kia thì mình kìm, và cái ngón tay cái mình là ấn cái dao đi xuống nè các bạn nha. Đó, xong rồi. Thêm một cánh nữa nha, ở bên đây nữa. Các bạn đi từ từ nha, cái mũi dao đẩy xuống, rồi từ từ các bạn rút cái mũi dao ra phía sau rồi dở lên nha các bạn. Đó, như vậy ta được 3 cánh rồi. Giờ ta thả vào nước cho nó nở ra. Bây giờ ta tiếp tục cái thứ hai. Chúng ta đi cho canh sao cho một cái lớp đều, mỏng mỏng, đặng lúc mình ngâm nước nó nở ra nha các bạn. Đó. Rồi, được thêm một cái nữa nha, bỏ vào nước nha các bạn. Và làm tiếp thêm cái nữa nè. Lúc đi xuống như gần tới dưới, các bạn đi cho lưỡi dao cho nó sâu vào. Ở bên ngoài cho nó mỏng, các bạn có thể đi từ cái đầu nhọn này nè, đặng cho cánh hoa nó được nhọn. Đó, rút lại nha các bạn. Mình đi cái dao nhọn, mũi nhọn thì nó sẽ dễ hơn. Đi cho các bạn, mình đi làm cái dao này cho các bạn nào mà chưa quen, các bạn xài bằng cái dao này, hoặc là ở nhà mình chưa có cái dao nhọn, từ từ các bạn làm quen rồi các bạn sẽ xài cái dao nhọn, nó làm nhanh hơn. Đó, bạn thấy chưa? Như vậy. Còn các bạn muốn cái hoa, cái cánh hoa cho nó đẹp nữa, các bạn có thể lạng ở đây nè, mình sửa lại chút. Đó nha các bạn nè, nó đầu nó nhọn nhọn, nó đẹp chút nha các bạn. Cẩn thận mình nương cái tay. Rồi, các bạn thấy nè. Đó, nó đẹp chút không? Đây nè, thấy không? Đó. Xong rồi mình ngâm vào nước thôi. Đó. Là khi nào các bạn làm quen rồi các bạn có thể làm lớp thứ hai ở trong nữa. Có thể làm thêm một lớp nữa nha. Rất phải cẩn thận nha các bạn, để nó đứt cái cánh của mình ra. Chúng ta cũng có thể sửa lại cánh cho nó nhọn. Tay các bạn phải nương nha các bạn, nương để không mình đi từ từ nè, mình phải chịu ở trên cái sống dao, rồi vào một cái tay mình chịu cái cánh hoa. Mình tách ra từ từ nhẹ nhẹ nha các bạn. Đó, đây nè, đó, được thêm một lớp nữa rồi nè, các bạn thấy không? Mình ngâm vào nước nó sẽ nở ra. Chỗ này qua sẽ lạng ra một chút đi. Đó, thấy bước lát mình dễ thấy cánh hoa. Không phải profit gì đâu nha các bạn. Mình muốn chia sẻ cho các bạn. Thích quá à. Ngày xưa mình cũng có học tỉa rau củ ở nhà văn hóa phụ nữ các bạn. Lâu nay rồi cũng không có làm. Bây giờ xem lại đam mê càng trỗi dậy bắt tay vào làm đó các bạn. Đây nè. Nhưng mà mình khéo tay hay làm nha các bạn nha. Khéo tay không bằng hay làm. Đó, bỏ vào ngâm nước. Nhưng các bạn nè, như Hoa làm rồi đây nè. Đó, Hoa đã ngâm nước rồi. Nó nở ra như vậy. Đó. Bây giờ Hoa chỉ các bạn cứ tập thử như vậy nha. Đừng nản lòng, nếu mà mới đầu cái dao mình đi dao chưa có được, nó bị đứt cánh đâu. Mình có thể tập lại các bạn. Cái gì cũng vậy. Phải học mới được thành công chứ. Phải làm nhiều mới thành công. Chứ không phải làm một lần rồi được liền nha. Được đẹp liền đâu nha các bạn. Đừng có nản lòng. Hoa cũng vậy, cũng đâu có, cũng phải học hỏi này nọ mới biết làm chứ. Nè các bạn, mình cho các bạn xem như cái này nè, mình làm 2 lớp lá nè, 2 lớp nè. Đó, ngâm nước rồi nó nở ra như vậy. Ở đây thì ví dụ cái này nó được 4 cánh rồi các bạn. Ví dụ cái cánh nào cái củ tỏi nó bự quá, có thể mình cắt ra làm 4. Đây nè, mình làm như vậy, mình đi từ dưới đó, từ dưới lên, có thể làm nụ, cái nụ qua làm cho nhỏ chút các bạn nha. Đó, bây giờ tới củ hành, tới hành lá chứ. Đây mình sử dụng cái kéo nha các bạn. Đây Hoa sẽ cắt như vậy, cái hành làm 4 nha. Đó. Rồi các bạn có thể làm lại, tỉa lại cái thành nhọn nhọn cho nó đẹp, giống thật sự như cái lá nha. Đó các bạn thấy chưa? Tỉa vàng lát mình ngâm trong nước nó nở ra. Bạn thấy không? Có thể mình làm sao đó các bạn, vậy đây cũng vậy nha các bạn. Các bạn muốn cắt ra bao nhiêu cũng được, nếu thấy bự bự thì mình ta tỉa xéo như vậy. Đó, như vậy cũng được các bạn nha. Đó. Rồi như vậy nè, chúng ta ngâm vào trong thau nước, lát cho nó nở ra. Hành qua mua không có được đẹp lắm nha các bạn. Có làm sao mình mua vậy. Nếu mà ở Việt Nam thì các bạn, cái cọng hành mình nó rất là nhiều lá, mình làm được nhiều nhánh đẹp hơn. Hôm qua đang ở bên Đức nha các bạn, cho nên phải mua được vậy nè. Đây các bạn muốn mà cho cái cọng hành của mình cong đẹp, mình có thể để vào thau cho nó theo cái vòng tròn như vậy nè các bạn nha. Đó, lát nó nở ra. Đó, rồi bây giờ như vậy, cái này Hoa sẽ trang trí tiếp. cho các bạn xem cái cọng hành này. Đó, các bạn có thể cắt từ cái thân ở dưới như vậy, xen kẽ, mình cắt như vậy. Đó, như vậy nha các bạn. Mình cắt xen kẽ cao, thấp, có thể mình trang trí để cho nó đẹp. Đây nè, bây giờ củ hành, củ tỏi là dùng tâm người ta đưa vào. Đấy, rồi người ta mình đưa vào, mình cắm vào đây nha các bạn. Đây, cái này Hoa đã làm sẵn rồi nè. Đó, phải chưa? Bạn thấy không, đẹp không? Mình cắt như vậy đặng ra cho nhìn nó thấy đẹp, sinh động. Cái loại tỏi, bông tỏi này người ta có gọi là hoa lan nữa đó. Coi cái này nở chưa? Nè các bạn, mình cắt rồi bây giờ ngâm nó nở ra như vậy rồi các bạn. Có thể cắt đẹp chút nè. Nãy Hoa quên cắt cái này. Lâu rồi không có làm các bạn, cho nên hơi lúng túng chút, các bạn thông cảm nha. Đây, thêm vào đây một cái nữa. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, như vậy nhìn có đẹp không? Đây nè các bạn. Đó, chúng ta có thể trang trí. Chúng ta đã làm xong hoa tỏi rồi. Chúc các bạn thành công nha. Các bạn cứ tập ở nhà từ từ đi. Rồi, xin chân thành cảm ơn cả nhà nha. Chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà. Hẹn lần sau Hoa sẽ chia sẻ tiếp, làm từ dưa leo, cà chua, từ củ cà rốt. Xin tạm biệt nha các bạn.